Ok nhá, hello anh em và tất cả các bác, cảm ơn anh. Này thì trong buổi ngày hôm nay thì em còn một con đẩy 4 kênh này thì em lên bán giá rẻ nốt cho tất cả các bác nhé. Này thì nói thật với tất cả các bác rằng là đẩy 3 kênh, đẩy 4 kênh thì em đang còn có lại dòng 600 với 500, 600 nhiều. Nhưng mà hôm nay thì có con này thì nó là cái dòng thuần của B3. Nên em bán luôn cho tất cả anh em nhà mình. Thì cái này thì em cũng đã test hết rồi. Cái con này thì duy nhất là ruột gan đang còn rất mới và đẹp, tụ đang còn rất là ngon các bác nhé. Nhưng mà duy nhất một cái là con này thì nó bị mất một cái tụ này. Đó, nó bị mất một cái bóc cái vỏ ở trên, nó không phải bị gì đâu các bác nhá. Đó, nó không bị gì hết. Đấy, nó chỉ mới mất cái nắp ở trên thôi. Chứ con này thì nó là một trong những cái con công suất rất là tốt. Ok cho anh em. Thì tất cả các bác biết rồi. Đấy, đối với những cái dòng mà chúng ta khi mà chúng ta muốn sử dụng loa và chúng ta muốn sử dụng những cái dòng ví dụ như là súp hơi rồi là sử dụng nhiều loa thì chúng ta phải cần thêm công suất các bác nhá. Đấy, đó là cái điều bắt buộc khi chúng ta muốn sử dụng thêm loa. À, và anh em nhà mình thì thời điểm hiện tại thì các bác cũng chơi rất là nhiều những cái dòng loa, rồi là mọi người chơi thêm súp, rồi mọi người chơi rất là nhiều nữa đúng không? Thì một cái giải pháp là đẩy 3 kênh, 4 kênh thì thời điểm hiện tại thì nó đang rất là mốt và rất là tốt để cho anh em nhà mình có thể là sử dụng các bác nhá. Đấy, và như con đẩy ở đây thì em đang giới thiệu đến cho tất cả các bác thì nó sẽ có rất là tiện lợi cho tất cả anh em nhà mình và giá nó cũng rất là hợp lý để cho các bác tiếp cận nhá. Đấy. Ở đây thì đây là con đẩy dạng như là của B3. Đấy các bác nhá. Con này thì nó là dạng của B3 và mạch của B3 luôn. Và con này thì công suất nó cũng rất là dị thường. Đó, con này thì kênh 1, kênh 2 của nó là 350, có nghĩa là mỗi kênh nhân 350W. Còn kênh 3, kênh 4 là mỗi kênh là bao nhiêu ạ? Mỗi kênh là 750W các bác nhá. Đó, đây. Biến áp ra khá lớn và cái dòng này thì nó khi các bác cắm điện lên và bật lên cái quạt nó cũng sẽ không chạy đâu, nó chỉ nháy cái này nhá. Đây là cái quạt của nó là như thế nào các bác nhỉ? À, quạt của nó là quạt gì ạ? Quạt của nó là cái quạt cảm biến. Ok cho anh em. Nên là nó như thế. Đó, và khi tất cả các bác sử dụng mà có hiện tượng nóng thì chắc chắn với tất cả các bác là cái quạt này nó sẽ quay. Ok cho anh em. Đó. Và cái này thì tất cả ruột gan này các bác có thể xem này, đang còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Anh em đừng có suy nghĩ rằng là các bác đi mua những cái dòng giá rẻ về dùng được nhá. Không có đâu các bác ạ. Đẩy người ta hàng bãi này thì người ta phải đẹp nhá. Chất lượng đó, nhìn cái con đẩy nó phải sáng sủa, nó phải đẹp như thế này thì các bác sử dụng nó mới ok. Đó, 3 kênh em này, 4 kênh này các bác này. Đấy, 4 kênh, 3 kênh em đang còn rất là nhiều. Đấy, 3 kênh thì đang ở đây. Đó, các bác nhìn xem này. Đấy, đẩy tụ tiếc này, sáng sủa rất là đẹp luôn. Đó, 3-4 kênh cửa hàng bên em bán rất đẹp các bác nhá. Đấy, không bao giờ bị han gì, không bao giờ bị thế này thế kia đâu. Đó, và đây thì đây 2 kênh như này. Đó, thật sự với các bác rằng là rất là tuyệt vời luôn. Thì nhiều bác là cứ chứ không có tiền thì anh em sử dụng. Có nghĩa là tiền thì cũng có nhưng mà mình muốn đầu tư nó từ từ thì tốt nhất là mình đầu tư từ từ đi. Đấy, không là các bác cứ phải là ví dụ như là có 5 triệu thì các bác lại cứ muốn mua cả vang cả đẩy. Đấy, nói với các bác là các bác dễ chết lắm. Đó, thật sự với các bác luôn. Thứ nhất là nó không đủ đảm bảo và bảo đảm ở trong cái tầm tiền đấy để các bác hát hay đâu. Đấy, và hát có hay thì nó có bền hay không thì nó mới là cái mức độ quan trọng nhất để anh em mình phải nói đến. Cái chất lượng nó phải đủ, quan trọng là nó phải được bền. Và thứ hai nữa là như nào bác nhỉ? Nó phải bảo đảm được là nó đánh được cái dòng loa nhà mình với chất lượng âm thanh tốt nhất. Đấy, chứ các bác cứ suy nghĩ rằng là mình phải mua thế này thế kia. Ví dụ có 5 triệu mình mua cũng đẩy 4 triệu đi. Đấy, mình để 1 triệu đấy, dồn thêm 1 triệu, 2 triệu nữa. Mình mua một con vang nữa. Đó, thì lúc đấy nó sẽ rất là ok. Và lúc nào mình dùng nó cũng ổn định các bác nhá. Chứ còn anh em nhà mình cứ tôi có 5 triệu tôi bắt buộc hôm nay tôi phải mua cả con đẩy, cả con vang. Thực tế với các bác rằng là các bác chia ra đi ạ. Con vang bây giờ thực tế với anh em nếu như con vang cơ thì bây giờ nó cũng ít người dùng. Đấy, vang cơ thực tế với các bác rằng là thời điểm hiện tại thì nó cũng ít người dùng. Nếu như kênh em hai thì không có ai mua vang cơ bở nữa. Bởi vì em hai không có bán. Đúng không? Và thứ hai nữa đó, và nếu như các bác mua vang số được rơi vào tầm độ khoảng 2,5 triệu, 2,7 triệu một con vang số đúng không? Thì 2,7 triệu một con đẩy nữa các bác chơi cái gì ạ? Đẩy dưới 3 triệu là em nói với các bác là cái độ uy tín nó ít rồi. Nói thật với các bác, nếu mà dưới 3 triệu thì các bác mua này. Thứ nhất là em nói với các bác là những cái vấn đề như sau. Nếu như dưới 3 triệu người ta mua cho các bác, nếu như công suất cao đúng không? Thì chắc chắn là con đẩy sửa rồi. Hoặc là con đẩy có vấn đề gì người ta mới bán thành lý cho tất cả các bác đúng không? Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai là dưới 3 triệu là con đẩy với các bác rằng là không bao giờ quá. À, không bao giờ quá. Nói thật với các bác, nếu như con đẩy bình thường người ta bán cho các bác mà những con đẩy mà tầm 2,6 triệu, 2,7 triệu không bao giờ quá 500W. Ok chưa? Tất nhiên rằng là người ta chỉ nói là công suất cao thôi, nhưng em nói với các bác có những cái máy chỉ có 300W người ta vẫn báo với các bác 1.000W là bình thường. Nên là các bác đi mua các bác cũng phải có cái giải pháp của mình để mình làm sao mình lựa chọn những cái chất lượng tốt để mình mua nhá. Chứ không phải là cứ vậy là có đồng tiền rồi là mua vớ mua vẩn rồi mua lung tung là chết. Ok chưa? Đấy thôi, vào vấn đề hôm nay 3 kênh 4 kênh thì em hai rất nhiều đúng không ạ? Đấy, và giải pháp của 3 kênh 4 kênh là gì ạ? Là chúng ta thêm công suất để chúng ta đánh súp hơi và chúng ta chơi thêm nhiều loa. Đó, con này các bác nhá. Đó, em nói rõ công suất luôn. Đấy, là kênh A, kênh B của nó là 350W.
kênh C, kênh D là 750W. Đó, mỗi kênh là như thế. Thì con AB này các bác có thể đánh được một cặp loa full 30. Vì công suất của nó khi nó đánh 4 ohm là nó được 600W, các bác có thể đánh được một cặp 30 và một cặp loa lời. Kênh C, kênh D là các bác có thể đánh được một kênh một con sub 40 ở trong gia đình nhà mình là đánh thoải mái nhá. Đó. Hoặc là các bác có thể chơi như thế này này, một kênh này các bác chơi con sub, kênh này các bác chơi một cặp loa full 30 và hai kênh này các bác có thể chơi hai con loa lời, thoải mái luôn. Đó, mình chia ra rất là nhiều loại thể loại để mình chơi thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, kênh 750 này là bảo đảm đánh sub 40 thoải mái rồi. Đó, con đấy này rất là ok. Giá rất là tốt cho tất cả các bác luôn. Đây, em đánh trực tiếp này. Đây anh em nhá. Đấy em đánh kênh 1 kênh 2 luôn này. 1 2 này, AB này, AB này. Đó, em bật lên cho tất cả các bác này. Đó. Thì con này khi chúng ta bật lên, đó thì cái quạt nó sẽ không chạy đâu các bác nhá. Đó, nó là cái quạt gì ạ? Nó là cái quạt cảm biến. Ok chưa? Và khi chúng ta chơi nóng lên thì cái quạt nó bắt đầu nó mới chạy. Được chưa mọi người? Đó, đây. Là em cho các bác nghe thử này. Đây em đánh vào hẳn con loa 400W luôn nhá. Đánh hẳn con loa CF 400W luôn cho tất cả các bác nghe thử luôn này. Đây. Pepsi diện mạo mới. Đây. Đây nhá, đây này. Đó, hết nha. Ok chưa? Con này rất hay. Nói với các bác rằng là khi chúng ta mua những sản phẩm, chúng ta phải biết được rằng là cái chất lượng của nó như thế nào. Đó, được chưa? Đây. Đó, công suất này là hai bên này là 750, công suất hai bên này là 350 và con này 24 5 10 16 tụ lọc nguồn cho anh em. Đó, dơ le các thứ đang còn rất mới và rất đẹp, được chưa? Đấy, công suất này các bác chơi thoải mái nha, em hãy bảo hành vô tư cho tất cả các bác trong vòng 3 tháng. Được chưa? Giá 4 triệu đồng nhá. Giá 4 triệu đồng cho cục đáy này. Và anh em mua về nhà bao cho anh em đánh, anh em bỏ vào đánh không hay anh em gửi lại tiền cho em, à gửi lại hàng cho em hay, được chưa? Đó. Và các bác có thể, em nói lại nha, một kênh A kênh B là các bác có thể đánh được một cặp loa full 30 tùy thoải mái, côn 76 đánh vô tư, được chưa? Đó, kênh C kênh D là các bác đánh được một mỗi kênh một con sub 40, cực kỳ hợp lý luôn. Hoặc là anh em chơi nhiều loa, anh em mua đấy này, anh em chia loa ra anh em chơi cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy, tiếng rất là hay và đỉnh cao luôn, thực tế với các bác là như vậy. Đây, mời anh em nghe thử cái chất nhạc của nó này. Đây. Đây nha, em mới bật đấy 3 giờ này. Các bác bỏ đấy mà vang nữa nó sẽ khuếch đại lên rất là lớn luôn. Làn gió thơm hương đêm về quê. Khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tốn sống vui. Ok anh em nhá. Đấy, và thì cục đấy này em cũng test và ngon lành hết rồi, bao zin bao đẹp đẽ 100% hết cho anh em, tụ tiếc không có phủng đâu các bác nhá. Và con này thì đấy, em sẽ bán ở mức giá là 4 triệu đồng thôi. Anh em nào có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nhá. Đó, thì nói chung là hàng đẹp, bao bảo hành cho tất cả anh em, nên các bác cứ chơi vô tư thoải mái. Ok chưa? Em hai lúc nào cũng thế, cũng có một cái chất lượng tốt nhất để giúp cho tất cả các bác có những bộ dàn âm thanh tốt nhất. Ok chưa? Nhớ đăng ký kênh em hai nhá. Và các bác mua hàng thì liên hệ với em hai qua số điện thoại đây ạ. 0972345183 nhá.
0972345183. Đó là số điện thoại của M2 Audio. Ok chưa các bác? À, Zalo của em luôn nhá. Đấy, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Bye bye.